hàm răng của con cá này khiến các nhà khoa học đau đầu. Từ cuối thế kỷ 19, tại Úc, Nga, Mỹ và một số nước khác, người ta tìm thấy hóa thạch của những hàm răng trông rất kỳ lạ, có hình dạng xoắn ốc cuộn lại. Người ta lập ra một chi cá sụn mới tên là Helicobryan, có nghĩa là lưỡi cưa xoắn để mô tả những hóa thạch này. Vì là cá sụn, những gì còn lại của Helicobryan rất ít ỏi, hầu như chỉ có hàm răng xoắn ốc kỳ lạ nên các nhà cổ sinh vật học gặp rất nhiều khó khăn để phục dựng hình ảnh tổng thể cũng như công năng của hàm răng xoắn ốc này. Có người cho rằng nó cuộn lên trên, có người cho rằng nó ở hàm dưới và cuộn xuống dưới, có người cho rằng nó nằm ở đuôi của con cá. May mắn là sau đó, việc phát hiện một số chi cá sụn họ hàng có hàm răng khá giống với Helicobryan đã giúp các nhà khoa học hình dung rõ hơn hình dạng, vị trí cụ thể cũng như công dụng của hàm răng này. Theo đó, nó được đặt ở phía trong hàm dưới, ở hàm trên lại có một hốc vừa khít với hàm răng xoắn này. Khi hàm của Helicobryan đóng lại, lực cắn sẽ đủ mạnh để vòng răng xoắn ốc cắt đứt lớp vỏ của những con mồi cứng như cúc đá. Vòng răng xoắn được tạo thành khi những chiếc răng mới bọc đẩy những chiếc răng cũ vào sâu bên trong hàm dưới, tạo thành một hình xoắn. Vào cuối thập niên 1980, một thợ săn người Inuit đã săn được 3 con cá voi kỳ lạ, không giống với hai loài cá voi mà anh ta thường săn được là kỳ lân biển và cá voi trắng beluga. Người thợ săn này đã giữ lại hộp sọ của một con trên mái lều để công cụ của mình. Sau này, một nhà khoa học chuyên về sinh vật biển tên là Mads Peter Heider Jorgensen đã phát hiện ra chiếc hộp sọ kỳ lạ và đặt ra nghi vấn rằng đó có thể là hộp sọ của một đứa con lai giữa kỳ lân biển và cá voi trắng beluga. Đây có vẻ là một lời giải thích khá hợp lý. Cá voi trắng và kỳ lân biển có kích thước khá tương đồng, sống chung một vùng nước ở Bắc Cực và mối liên hệ giữa chúng với nhau gần gũi hơn giữa chúng với bất kỳ loài nào khác. Nhưng chưa có ai từng tìm thấy một cá thể lai nào trước đó, và vào thời điểm ấy, Heider Jorgensen không có cách nào để xác thực giả thuyết của mình. Phải đến khi những tiến bộ về xét nghiệm di truyền xuất hiện, mọi thứ mới sáng tỏ. Bằng cách phân tích ADN trích xuất từ một chiếc răng của hộp sọ, họ chứng minh rằng đó là một con đực, có cha là một con cá voi trắng và mẹ là một con kỳ lân biển. Bởi ADN thi thể của con cá voi này, một bộ nhiễm sắc thể mà động vật chỉ được thừa hưởng từ mẹ, hoàn toàn là của kỳ lân biển. Cá thời khủng long khủng như thế nào? Thời khủng long, điều kiện tự nhiên nói chung rất thích hợp để một số động vật phát triển đến kích thước chưa từng thấy trong lịch sử. Hôm trước chúng ta đã nói về rùa, ngày hôm nay hãy nói về cá. Nếu loài trừ cá mập ra vì nhóm này xứng đáng với một phần loại riêng, vậy thì những loài cá nào sống cùng thời khủng long là lớn nhất? Chúng ta có cá vây tay của đại Mausonia, có thể đã từng là thức ăn cho Spinosaurus với chiều dài từ 5m trở lên. Oncopristis cũng là một đối thủ đáng gờm với những kẻ săn mồi dưới biển, với cái móm dạng lưỡi dao có răng cưa khá dài, dư sức cắt ngọt đối thủ thành hai mảnh. Chúng có thể đạt chiều dài đến 7-8m tính cả lưỡi dao. Cephastinus cũng là một cái tên rất đáng sợ với hàm răng lởm chởm, chiều dài hơn 6m và tỏi phản ăn không ai sánh bằng. Người ta từng tìm được hóa thạch cá trong cá của một con Cephastinus với nguyên con mồi còn trong bụng, cho thấy có thể nó đã hẹo vì cố nuốt con mồi quá to. Tuy nhiên sẽ khó có ứng viên nào vượt qua được kỷ lục của Lysicles, cá xương lớn nhất từng được tìm thấy với chiều dài lên đến 16m, tức gần tương đương với cá mập voi ngày nay, sở hữu khả năng ăn lọc ấn tượng, cặp mang có khả năng lọc đến hàng nghìn lít nước mỗi giây để tách phiêu sinh vật. Bạn thấy ấn tượng với cái tên nào nhất? Có bài đặt câu hỏi, làm sao từ vài mảnh xương mà các nhà cổ sinh vật học có thể phục dựng nguyên một con khủng long, và liệu như thế thì có chính xác hay không? Để trả lời câu hỏi này, chúng ta hãy quay lại với con khủng long đầu tiên được đặt danh pháp khoa học, Megalosaurus. Đây là hóa thạch mẫu định danh của con khủng long này, chỉ là một phần hàm dưới của nó. Và đây là cách người ta phục dựng con khủng long. So với những hiểu biết hiện tại thì bản phục dựng này quá không chính xác. Hay trường hợp của Spinosaurus, đây là hóa thạch của mẫu định danh. Và đây là bản phục dựng đầu tiên. Còn đây là Spinosaurus ngày nay. Vậy điều gì đã thay đổi? Theo thời gian, chúng ta tìm được nhiều hóa thạch của khủng long hơn, một số ít có độ nguyên vẹn cao hơn. Đồng thời chúng ta cũng dựa vào một vài đặc điểm để xác định mối quan hệ họ hàng của chúng, và dựa vào mối quan hệ này thì các nhà khoa học mới điều chỉnh lại ngoại hình của một số loài có hóa thạch không nguyên vẹn. Độ chính xác cao bao nhiêu thì tùy thuộc vào chất lượng của các mẫu vật, nhưng với hiểu biết ngày càng cao của các nhà khoa học về khủng long, có lẽ chúng ta cũng không cách quá xa sự thật là bao. Tại sao bảo tàng khủng long lại trưng bày xương giả? Có một điều có thể bạn không nghĩ đến khi tham quan các bảo tàng khủng long, đó là hầu hết những bộ xương khủng long được trưng bày ở đó đều là xương giả, không phải xương hóa thạch thật. Tại sao lại như vậy? Thứ nhất, hầu hết các mẫu vật khủng long đều là những khúc xương hay thậm chí mảnh xương, có rất ít những bộ xương nguyên vẹn, mức độ hoàn chỉnh cao lắm chỉ vài chục phần trăm là cùng. Muốn có một bộ xương nguyên vẹn thì họ phải phục dựng lại dựa trên kiến thức về khủng long, thế nên dù có xương thật trong đó thì cũng chỉ chiếm một phần mà thôi. Thứ hai, các mẫu hóa thạch khủng long rất hiếm và do đó có giá trị khoa học rất cao. Vì trưng bày trực tiếp nếu xảy ra sự cố gây hư hại cho mẫu vật sẽ làm ảnh hưởng đến giá trị khoa học của các mẫu vật.
Thứ ba, do là hóa thạch, tức là đá, chúng rất nặng và dễ sụp đổ nếu không có giá đỡ thích hợp, và dùng nhiều giá đỡ lại ảnh hưởng đến tính thẩm mỹ. Thế nên các bảo tàng thường đúc những bản sao bằng chất liệu nhẹ hơn từ xương thật để trưng bày thay vì dùng đồ real. Một số mẫu vật có độ nguyên vẹn cao như Su được T-Rex thì bộ xương trưng bày gần như là real, chỉ trừ cây đầu vì quá nặng nên được để ở nơi khác, và họ đúc một cây đầu giả để lắp lên bộ xương.